Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên em có về được một chiếc Gian XTC 800 đời 2024, khung đổi màu các bác nhé. Xe siêu lướt luôn. Con này là con xe M 729 các bác ạ. Cái màu sơn này là cái màu nó được bán chạy nhất của dòng Gian XTC 800 đấy các bác. Cái màu rất là đẹp và lạ luôn. Các bác nhìn cái màu của nó này. Đó, màu rất là đẹp. Màu như màu giống như màu đổi màu với các bác. Đây cái màu của nó này. Đó, màu rất là đẹp. Con này là size M 729 các bác nhé. Đây trên khung nó sẽ có ghi chữ M và số 29 đấy. Đó. Mới của em này đang hiện tại đang giá là 17.900.000 các bác nhé. Hôm nay bên em đang có một chiếc 820 800 đời 2024. Có những con đời 2024 thì các bác cứ yên tâm rằng nó là những xe đời mới. Và thời gian sử dụng của nó không quá là nhiều. Tại vì nó là đời 2024 các bác, nó mới ra thì không thể nào mà mình dùng lâu được. Đó, em quay chi tiết cho các bác xem các chi tiết của xe nhá. Đó, đĩa trước của con này là 180 này. Đĩa sau con này là 160. Phanh dầu Shimano MT200, bánh 29 các bác ạ. Lốp là 29x2.0. Với cặp lốp này thì chúng ta có thể đi phố khá là ngon, khá là ok. Với cái gai này, gai không quá là to, 29x2.0 thôi, lốp khá là vừa vặn để chúng ta đi phố. Đó, rất đẹp. Em sẽ quay sang mặt bên kia cho các bác xem kỹ hơn về cái cấu hình của cái chiếc này nhé. Đây là mặt bên đây của em nó các bác nhé. Ở mặt bên đây chúng ta sẽ nhìn thấy kỹ hơn về cái cấu hình của xe. Đó, nhìn thấy bộ chuyển động của xe, giò, đĩa, phuộc, xích líp. Đó, thì em sẽ đi chi tiết cho các bác về kiểu dáng khung nó sẽ như này. Và màu ở xa chúng ta sẽ nhìn thấy khung con này là khung nhôm, cổ lở nha các bác nhé. Sườn cổ nở này. Đó, một chiếc sườn cổ nở. Phuộc này là phuộc hơi của Gian các bác ạ. Khóa bấm trực tiếp vào trên ghi đông như này. Đó, cắm trực tiếp trên ghi đông như này. Đó. Phanh dầu là phanh dầu Shimano MT200, tay bấm xả của Shimano QEU 6000, cùi đè cũng là Shimano QEU 6000 này, líp cũng là Shimano QEU 6000, sức cũng vậy và gạt đĩa cũng vậy. Với các đời 2024 thì họ sẽ chuyển sang Shimano QE nhiều hơn, tại vì là rồi ra thì là cái dòng Shimano này họ ngừng khai tử những cái dòng DOJ này các bác ạ. Và người ta chuyển hoàn toàn sang dòng QE bắt đầu từ năm 2024. Thế cho nên các bác sẽ thấy những cái phiên bản đời 2024 nó sẽ lắp thế hệ của Shimano QE với kiểu dáng hoàn toàn khác nhé các bác nhé. Đó, cùi đè kiểu dáng hoàn toàn khác với những phiên bản cũ, nhìn to hơn, hầm mố hơn. Xích và líp cũng làm theo một cái màu khác, không làm màu trắng nữa. Đó, màu bạc trắng nữa mà làm theo kiểu màu titan. Với xích cũng này cũng là xích Shimano QL6000 nhé. Gạt đĩa cũng vậy. Và nó có những công nghệ mới, công nghệ Gatling. Độ dày của xích và líp nó sẽ dày hơn mức bình thường, để người ta công bố rằng là cái độ bền của xích và líp nó sẽ gấp 3 lần so với các phiên bản DOJ trước. Và nó sẽ chịu tải được khi các bác chuyển số. Và DOJ thì là sẽ không chịu được. Khi mà chúng ta chuyển số, chúng ta sẽ phải ngắt một nhịp chân, nên là mình chậm lại để chuyển số, xong sau đó mình mới đạp. Đó, nó là kiểu như vậy. Đấy. Nó là cái bộ Shimano QE như này thì nó có những tính năng khá là mới. Đây cụ đè của nó này các bác này. Nhìn thấy chưa? Đó, nó sẽ hoàn toàn mới luôn. Đấy, các bác này. Trước này thì giá của nó đang là 17.900.000 các bác nhé. Đó, 17.900.000. Và con này bên em đang bán là 14.200.000 thôi. Các bác tiết kiệm ngay được vài triệu so với mua xe lướt, chỉ 14.200.000 thôi các bác ạ. Size M các bác nhé, size M bánh 29. Thì các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ cho bên hẹp xe OB, số điện thoại là 070 5678 567 các bác ạ. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ạ.